Sóng bắt đầu từ gió và gió thì nó rất xa. Anh thì không hề rõ từ đâu chuyện giữa chúng ta. Và khi gió bay giữa thung lũng anh mới thấy em. Trong lòng anh vừa kêu gào lên là anh rất thích em. Bán kẹo mút và hát để kiếm một tí miếng cơm. Anh chợ ơi lại mua giùm em kẹo em rất thơm. Tự tay nấu nên rất sạch sẽ cho mấy cái đê. Thương mày anh sẽ mua hộ 6 cái nè. Ở kia như là thịnh MTP. I love you anh thịnh E. Các em đứng gọn vào từ từ để cho tí đê. Lúc anh lên mạng rồi thì livestream. Bọn em bị mất trái tim. Thích xem anh tối nay 9 giờ. Chờ nhá các em. Ok hi hi. Nhìn người ta mà thèm. Cuộc sống nhẹ nhàng, còn nhìn bản thân đi hát bán kẹo thật sự là không dễ dàng. Chỉ có mỗi cái đam mê ca hát mà chẳng biết để làm gì. Thanh niên vừa rồi nhiều người yêu thích là ai vậy nhỉ? Được hát, được diễn, được các bạn nữ vỗ tay. Nhưng mà phải làm sao để khi mình hát được biết đến đây. Này thông tin ở trên tờ báo là bên này có casting. Bọn mình đi thử xem biết đâu mày lại đỗ mới kinh. Mà là luôn ngày mai công ty tìm kiếm idol. Miễn mày có tài năng thì không cần đẹp trai cứ rồi. Bạn nào có mơ ước thì đến gặp Xuân Dịch xếp tôi. Sau này rất là dễ nổi tiếng giống tôi. Sinh viên nghèo mà vui túi không mang tiền, mình cùng dạo bước trên hè phố nói đôi câu chuyện luyến thuyên. Nụ cười em xóa tan đi những ưu phiền. Chúng ta đều đã lớn thôi không còn sinh viên. Nàng trai ta loại như anh xuất thân mù hèn, còn tôi đây vốn xinh đẹp có rất lắm anh thêm yêu thương. Vậy là thôi. Chúng ta hãy đưa đôi đường. Em chào anh ạ. Em đến cắt tinh ạ. Cắt cái gì mà cắt? Bán theo tôi thì có ấy. Ơ, bạn em à? Cút đi đi cái đồ nghèo. Em xin kính chào ban bánh khảo và quý vị khán giả. Tên em là Thế Một ạ. Và sau đây em xin phép được trình bày bài hát Phi Hành Gia. Xin cảm ơn ạ. I say A, B, C, D, E. Làm nóng mỡ lên giấc hành thì mùi hấp dẫn quá đi. P, S, I, S, A, N, S. Nhắc đến tên món này thì là chắc chắn khó quên. Phi Hành Gia. Yeah. Họ gọi tôi là phi hành gia. Fly. Mà không cần hai cánh. No. Biến hóa như là tôn hành giả. Real. Và không cần ai gánh. No. Chuyên gia phi hành, lên bếp on stage, get it, terms, yeah. Là xa lìa cánh nhưng không lìa hành, trông dính trơn. Wow. Tất cả mọi thứ như là đang tan chảy ở trong giữa không gian này. Ui. Tàn. Người mùi hành phi đảm bảo là quyện thấy đói không oa này. Ui. Đói. Từ khi con bé đã được mẹ dạy cho cách phi hành. Thơm, thơm. Dạ ăn sâu hà, mất tích trong space. Tôi vẫn phi hành ngon. Yeah. Yo yo yo, được quá rồi, em chính thức được nha.
Anh em ơi vô giao lưu xem tôi live stream với hát. Ngày hôm nay tôi lên đây chém gió tí nữa sẽ like tí cha. Mọi người ấn follow đăng ký cho mình lát nữa sẽ có phần quà. 10 fan hôm nay ăn may tôi đưa luôn ngay chiếc áo mới cứng. Uầy, uô uô, uầy, uô uô. Vô xem nhiều quá, 50k rồi nha. Uầy, uô uô, uầy, uô uô. Vẫn tiếp tục hot, làm tốt quá là tốt. Ngầu ngầu, quá xa là ngầu. Sắp tới là giàu. Rất nhiều fan xin chữ ký đi đầu. Cũng khá lâu lâu, lắm bé bầu bầu. Luôn được fan yêu mới mấy ngày. Dùng up like, là cứ like. Đã có nhiều người tặng quà vì hát hay. Quá hay quá hay. Những tháng ngày nghèo trước đây, nghèo rất mùng tơi. Đã qua rồi cuộc đời mình giờ khác ngay. Không đi hát rong qua ngày. Ê! Anh thành công là em cũng vui, vui nên có chuyện này cần nói. Ok em, anh rửa tay nghe. Ở thái độ gì mà nặng thế? Nghe em nè. Ngày xưa em chê, chê là anh khốn khó. Ngày xưa nghèo thật. Là cho anh mục tiêu đó. Tức thế cơ à. Muốn động viên làm anh càng thêm quyết mà sầu. Đợi khi anh thành công. Úi dồi ôi. Vậy sao em không chờ anh lúc trước? Lại đá đó luôn. Mà yêu đương cùng anh dích, dích nó giàu. Em và anh ta có chi đâu. Thật á? Về đây bên em được không? Oh no. Em chỉ là chơi đùa cùng tên dích, chỉ còn anh mới là người mà em yêu thích. À. Ngày xưa yêu thương mình anh, và hôm nay em cũng thế. Vẫn thế. Lão già xuân dích kia đã hỏi còn ngủ. Mà chết. Hãy lắng nghe em một lời, mãi luôn yêu anh thôi, mình anh thế thôi. Thế cơ à? Vì em lấy mà love on you. One, two, three, let's go. Thì ra là thế, ô thì ra là thế. Bộ mặt thật của cô là thế. Bọn tôi đã biết nên gọi anh đến lắng nghe. Ô kia giữa trưa lêu lêu gió quê. Tôi biết hết và xin mời cô cút. Anh cho em giải thích một chút. Cút là bước và phắn. Phắn và lượn cho cô một phút. Cảm ơn anh bao ngày qua, làm công ty ta tốt quá. Anh cảm ơn chú vì đã giúp nhận ra. Cứ nghĩ em kia thật thà, biết đâu sâu xa là một con cáo già. Giờ thì thôi cho câu chuyện qua. Ê từ từ, còn mấy câu này nữa. Nhạc ngoan ra xem mà hay, thì anh em đăng ký nhé. Khi bọn tôi chế nhạc rất thích nhiều người nghe. Ấn nút subscribe tụi này, ấn luôn vô chuông bật là thông báo ngay. Trai ngoan sẽ chế thêm hay. Ok. Yeah.